Hôm nay Long Yoga sẽ giới thiệu cho các bạn về ba cái mẫu IC IBT mà bên mình hiện tại đang có. Các bạn có thể thấy là đây là mẫu nhỏ nhất là mình đang có, là 72280. Thì phiên bản này là sẽ sử dụng cho cái động cơ 2000W đổ xuống, và nó sẽ có cái hai phiên bản cho các bạn lựa chọn, một là có Bluetooth và hai là không. Khi các bạn chọn có Bluetooth thì cái mạch Bluetooth sẽ được tích hợp luôn ở trong cái mạch của nó luôn, và nó không gắn rời bên ngoài. Và tiếp theo là phiên bản 72330. Phiên bản này thì nó sẽ có hai cái tên, một tên nội địa là 72330 và tên xuất khẩu là sẽ là 72360. Và khi mình nhập hàng mình yêu cầu lấy luôn phiên bản nội địa. Thì phiên bản này nó sẽ phù hợp cho động cơ 3000W, thậm chí các bạn có thể gắn 4000W, nhưng mà nó sẽ hơi nóng và nó sẽ hơi quá công suất một chút, thì nó sẽ không đạt được hết hiệu quả của cái động cơ 4000W. Các bạn có thể lựa chọn là 3000W là hợp lý. Và cái phiên bản này nó có tích hợp Bluetooth sẵn bên trong rồi, không có cái lựa chọn các bạn nhé. Nghĩa là mặc định nó tích hợp sẵn Bluetooth. Đây là phiên bản 80660. Phiên bản này thì công suất của nó sẽ phù hợp với động cơ là 6000W đổ xuống. Tuy nhiên là theo như nhà sản xuất công bố thì gắn với 5000W là hợp lý nhất. Cái phiên bản này hiện tại đang được lựa chọn khá là nhiều ở trong khu vực miền Nam. Các bạn trẻ có nhu cầu sử dụng phiên bản này khá là lớn, bởi vì cái hiệu năng mạnh mẽ và nói chung là mọi thứ của nó hoàn thiện rất là tốt. Rồi nhắc về đến cái hoàn thiện thì mình sẽ nói sơ qua về cái hoàn thiện của IBT một chút. Thì cái hoàn thiện của IBT này thực sự là mình rất là thích, bởi vì họ làm rất là đẹp, rất là chỉn chu. Các bạn có thể thấy cái đế tản nhiệt họ làm bằng hợp kim nhôm, nó sẽ giúp nhiệt truyền nhanh hơn và cái giải nhiệt cũng sẽ nhanh hơn, không như một số cái hãng giá rẻ hơn. Ví dụ như là dòng Votul thì giá nó cũng rất là rẻ đấy, tính năng thì nhiều nhưng mà cái hiệu năng của nó và cái ngoại hình, cái thiết kế của nó nhìn không được cao cấp cho lắm, nó trông rất là rẻ tiền, và đúng theo cái giá của nó thì nó cũng là rẻ nhất trong các cái thương hiệu mà IC thông minh. Đây là cái phiên bản 72330, thì cái đế tản nhiệt của nó là làm một miếng nhôm phẳng luôn. Thì cái này thì nhà sản xuất họ đã tính toán rồi, nó sẽ không cần phải giải nhiệt, không cần cái ná giải nhiệt, bởi vì là cái hiệu năng của nó cũng không quá cao. Thì các bạn có thể yên tâm về cái hiệu năng giải nhiệt của nó. Con 80660 này thì trước đây nó có phiên bản tản nhiệt nước. Đó là cái phiên bản đời đầu. Đây là phiên bản họ đặt tên là 80660 Plus đây. Thì nó đã được nâng cấp về cái tản nhiệt và nó không cần đến tản nhiệt nước nữa. Thì một số bạn hỏi là tản nhiệt nước thì nó sẽ tốt hơn chứ? Tất nhiên là tản nhiệt nước tốt hơn, nhưng mà nếu như các bạn mua cái xe này xong và mua thêm bộ tản nhiệt nước thì các bạn sẽ phải chi trả thêm khoảng tầm 1 triệu nữa, hoặc có thể là từ 700 đến 1 triệu. Thì đấy là sẽ cái chi phí các bạn sẽ phải bỏ ra thêm, và một số bạn thì cũng không sẵn số tiền đó để bỏ ra thêm cái để mua cái tản nhiệt, thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản này. Nó đã có sẵn cái tản nhiệt, ná tản nhiệt như này, nó được nâng cấp rồi. Và phiên bản này thì nó sẽ có cái Bluetooth rời hoặc là cáp USB rời, thì các bạn có thể lựa chọn khi mua. Và bên mình lúc nào cũng sẵn hàng những phiên bản IBT như này. Và theo như mình sử dụng ấy, thì mình thấy rằng IBT nó có cái độ mượt và độ ổn định hơn so với dòng Votul. Votul thì nó quá nhiều cái thông số để các bạn hiệu chỉnh. Nếu như các bạn không hiệu chỉnh quen ấy, thì có thể nó dẫn đến là khó cân bằng những cái thông số đó, và dẫn đến cái động cơ của bạn nó hoạt động nó không ổn định, và nó có hiện tượng hơi khựng khựng khi các bạn di chuyển. Nó không được tạo ra một cái trải nghiệm mượt mà nhất các bạn cho các bạn. Thì mình trải nghiệm qua cái dòng IBT rồi. Và trước đây thì mình đã gắn cái con Votul ở trong con xe Felix của mình ấy. Sau khi mình chuyển sang IBT mình test thử thì mình quyết định mình tháo luôn con Votul ra, bởi vì mình thấy là đi nó một cái đi ở khoảng một cái vòng nào đó, vòng tour nào đó, thì cái bánh xe của mình nó sẽ có cảm giác nó hơi khựng. Mà khi mình chuyển sang IBT thì mình thấy nó hoàn toàn không có cái trường hợp đó xảy ra, và mình quyết định là mình gắn bó với IBT. Rồi, như vậy là mình đã giới thiệu sơ qua về cái dòng IBT này. Thì các bạn cần có thể liên hệ với bên mình hoặc là vào truy cập trang web longyoga.vn thì có thể xem giá và tham khảo qua cái tính năng của từng sản phẩm.